Sau khi dịch cúm H5N1 được kiểm soát, trang trại chăn nuôi của chị Nguyễn Thị Thanh Nga ở Bến Lức, Long An đã chăn thả hơn 30.000 con gia cầm, chủ yếu là các giống gà quý hiếm, chẳng hạn như gà tre, gà hơ mông, gà sao, gà Ai Cập và gà đông tảo. Tôi có một cái ý tưởng là mình phát triển tất cả những con gà gọi là đặc sản của phía Bắc mà chưa có đưa vào phía Nam được. Trong miền Nam mình thì có rất nhiều loại gà rồi, nhưng mà ở đây là tôi muốn đưa những cái con gà mà nó lạ từ phía Bắc, rất phổ biến nhưng mà người miền Nam chưa biết, và đặc biệt thì nó rất là quý. Ví dụ như là con gà đông tảo, là con gà mà trước đây đó là nó chỉ có ở cái làng Đông Tảo của tỉnh Hưng Yên á, là con gà gần như là đặc sản số 1 của Việt Nam. Thì ngoài Bắc thì người ta cũng tương đối rành về con gà Đông Tảo, nhưng mà trong phía Nam thì gần như là chưa biết tới. Mặc dầu qua hình ảnh báo chí này nọ thì người ta cũng biết tới cái danh tiếng của nó, nhưng mà về mức độ phổ biến thì chưa có. Thì ví dụ như vậy. Cái thứ hai là cái con trĩ thì trước đây là nó nằm trong sách đỏ Việt Nam, thì nó là một cái loại động vật hoang dã mà coi như là gần bị tuyệt chủng. Nhưng mà sau một thời gian gần đây đó thì nó đã được nhân giống một cách nhân tạo, thì xem như là nó đã tương đối phổ biến, nhưng cũng chủ yếu là ở phía Bắc và Lâm Đồng. Còn một số các địa phương khác thì nuôi mà nuôi dưới dạng rải rác, nuôi như là nuôi kiểng thôi, chứ không phải là nuôi với tính cách tập trung, và cũng không phải ở dạng kinh doanh. Thì một số cái con gà tiêu biểu như vậy thì tôi thấy là tôi rất thích. Ý định là chỉ nuôi để mà chơi, để mà giải trí thôi. Nhưng mà sau đó là không ngờ những con gà này nó lại có một cái coi như là một cái tiềm năng về thương mại rất là lớn. Ví dụ như con trĩ đỏ thì thật ra hiện nay nó chưa phổ biến, và coi như là với cái dạng là cũng chỉ ở nuôi ở dạng kiểng, chứ không phải là nuôi để mà ăn thịt. Thì sắp tới có lẽ là con trĩ đỏ này nó cũng sẽ được đưa ra khỏi sách đỏ, lý do là người ta đã nuôi được nhiều, phổ biến được nhiều. Thì tôi ở đây là một trong những người mà nuôi ở miền Nam ở cái dạng mà gọi là tập trung, nuôi hơi giống như là cái dạng công nghiệp, tức là mình cũng nhốt, mình cũng cho ăn với cái dạng thức ăn hỗn hợp, rồi đôi khi mình kèm theo một số cái thức ăn thiên nhiên. Đó, nhưng mà tôi cũng chưa có ý định kinh doanh, chưa muốn phổ biến, bởi vì mình còn đang trong cái quá trình mà tìm hiểu về cái cách nuôi, cách chăm sóc và cũng như là cách mà cho nó sinh sản. Gà sao có nguồn gốc từ gà rừng, tên khoa học là Numida melagis, là một trong những giống gà đặc sản trên thế giới. Ở một ngày tuổi, gà sao có bộ lông màu cánh sẻ, có những đường kẻ sọc chạy dài từ đầu đến cuối thân, mỏ và chân màu hồng, chân có 4 ngón và có 2 hàng dẫy. Giai đoạn trưởng thành, gà sao có bộ lông màu xám đen, trên phiến lông điểm nhiều nốt chấm trắng tròn nhỏ, thân hình thoi, lưng hơi gù, đuôi cúp, đầu không có màu mà thay vào đó là máu sừng. Màu tích của gà sao màu trắng hồng, và có 2 loại, một loại hình lá dẹp áp sát vào cổ, còn một loại hình lá hoa đá rủ xuống. Da mặt và cổ gà sao không có lông, lớp da trần này có màu xanh da trời. Dưới cổ có yếm thịt mỏng, chân khô, đặc biệt con trống không có cựa. Việc phân biệt trống mái đối với gà sao rất khó khăn, bởi từ nhỏ cho đến khi trưởng thành, con trống và con mái hoàn toàn giống nhau. Người ta phân biệt giới tính của gà sao căn cứ vào sự khác nhau trong tiếng kêu của từng cá thể. Con mái kêu 2 tiếng, còn con trống kêu 1 tiếng. Ta có thể nghe thấy tiếng kêu của gà khi được 6 tuần tuổi. Khi đưa vào chăn nuôi, gà sao vẫn còn giữ lại một số bản năng hoang dã trong tự nhiên. Chúng nhút nhát, dễ sợ hãi, hay cảnh giác và bay giỏi như chim. Khi bay, luôn phát ra tiếng kêu khác biệt. Chúng sống ồn ào và hiếm khi ngừng tiếng kêu.
Gà sao có tính bầy đàn cao, gà rất nhạy cảm với những tiếng động như mưa, gió, sấm, chớp, tiếng cành cây gãy, tiếng rơi vỡ của đồ vật. Đặc biệt, gà sao khi còn nhỏ rất sợ bóng tối. Những lúc mất điện, chúng thường chồng đống lên nhau, đến khi có điện, gà mới trở lại hoạt động bình thường. Gà sao thuộc loài ưa hoạt động, ban ngày hầu như chúng không ngủ, trừ giai đoạn gà con. Ban đêm, chúng ngủ thành từng bầy. 2 tuần tuổi, gà sao đã có thể bay. Chúng có thể bay cách mặt đất từ 6 đến 12 mét. Chúng bay rất khỏe, nhất là khi hoảng loạn. Gà sao cũng có nhu cầu tắm nắng. Gà thường tập trung tắm nắng vào lúc 9 giờ đến 11 giờ sáng và 3 đến 4 giờ chiều. Khi tắm nắng, gà thường bới một hố cát thật sâu rồi rút mình xuống hố, cọ lông vào cát và nằm phơi dưới nắng. So với gà công nghiệp thì gà sao dễ nuôi, điều kiện chuồng trại đơn giản, ít bị dịch bệnh, kể cả những đợt dịch cúm gia cầm, chúng cũng không sao. Gà sao nuôi thả vườn hay nuôi bán công nghiệp đều được. Gà thịt từ 75 đến 80 ngày sẽ cho trọng lượng từ 1 đến 1,2 kg. Nếu nuôi lấy trứng thì khoảng 6 tháng gà đẻ. Ở thời điểm này, gà sao là gia cầm thượng hạng. Giá mỗi kg gà thịt ăn bán ra là 90.000 đồng. Thịt gà sao rất dễ ăn vì nó giống gà rừng, giòn, ngọt, ít mỡ. Gà sao vốn là chim hoang dã nên sức đề kháng rất tốt, trọng lượng khá lớn, trung bình 3 kg một con. Thức ăn có thể tận dụng các thứ sẵn có trong vườn nhà như lúa, tấm, cám, bắp và rau xanh, chủ yếu là lục bình và rau muống. Gà sao thích vận động và ăn nhiều rau xanh nên thịt thơm ngon, được các thực khách và nhà hàng ưa chuộng. Chi phí không quá cao, công chăm sóc cũng khá nhẹ nhàng. Trước đây, ở nước ta, gà sao được nuôi như một loại chim cảnh do có ngoại hình rất đẹp. Nhưng hiện nay, nuôi gà sao để lấy thịt và trứng lại là mục đích chính vì những giá trị từ các sản phẩm này mang lại rất lớn. Bên cạnh giống gà sao đặc sản, thì vườn nhà chị Nga còn chăn thả giống gà Đông Tảo, một giống gà quý hiếm dùng để tiến vua ngày xưa. Gà Đông Tảo thuần chủng hiện không còn nhiều. Chúng có dốc dáng to nặng, mã rất đẹp, có thể nặng từ 5 đến 6 kg. Chân gà Đông Tảo có dạng dãy thịt. Khi còn bé, chân phát triển bình thường. Càng lớn, đôi chân càng phình to. Đến khi ngừng phát triển, đôi chân trở nên xù xì và rất to, như đôi tay trẻ con, đỏ ửng. Dãy chân gà Đông Tảo là loại dãy da, không phải dãy xương như các loại gà khác và không bao giờ mọc thành hàng. Chân chia ngón rõ nét, bàn chân dày. Chính vì thế mà tiếng bước chân cũng khác, rất êm, mặc dù trọng lượng cơ thể lớn. Gà Đông Tảo không chỉ có giá trị chăn nuôi đơn thuần mà còn để làm cảnh và đặc biệt là để phối gen, lai ghép với các giống gà khác, đem lại giá trị kinh tế cao hơn. Hiện nay, trang trại cô Ba còn có nuôi một đàn gà Ai Cập. Đây là giống gà thả vườn của Ai Cập, có năng suất trứng đạt 200 đến 220 quả một mái một năm. Tỷ lệ lòng đỏ cao, chất lượng trứng thơm ngon, được nhập vào nước ta tháng 4 năm 1997. Gà Ai Cập có tầm vóc nhỏ, nhanh nhẹn, thịt chắc, chân cao, tiết diện hình nêm thể hiện rõ hướng chuyên dụng trứng. Đến 20 tuần tuổi kết thúc giai đoạn hậu bị, gà bước vào giai đoạn sinh sản. Gà có khả năng chống chọi bệnh tật tốt, thích hợp với nhiều phương thức chăn nuôi. Con trống có màu đỏ tươi, gà mái thân hình gọn gàng. Chúng chỉ khác với các loại gà địa phương ở màu lông và da. Lông của chúng có đốm trắng, chân cũng màu đen sẫm. Có lẽ những điểm này là hạn chế bên ngoài của giống gà Ai Cập so với thị hiếu, tập quán của người tiêu dùng địa phương. Gà Hờ Mông cũng có thể gọi là giống gà xương đen, thịt đen, nhưng không phải là gà ác, cũng không phải là giống gà Tây Hoa hay OK của Trung Quốc. Đây là giống gà của đồng bào dân tộc Hờ Mông, vùng Tây Bắc, có thịt ngon nhất nước ta hiện nay. Gà Hờ Mông được sử dụng như là giống bồi bổ cơ thể, chữa bệnh suy nhược, kích thích tình dục mạnh. Lượng cholesterol thấp trong khi axit linoleic cao có giá trị dược liệu đặc biệt trong chữa trị bệnh tim mạch. Mật gà được dùng để chữa bệnh ho cho trẻ em. Xương gà nấu thành cao để chữa bệnh run tay, run chân.
Thịt gà hơ mông xuất hiện đầu tiên trong các nhà hàng, quán ăn ở Sơn La, Hà Giang, Lào Cai, nay đã tràn về Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Vinh, Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh, vân vân. Và mau chóng trở thành món ăn đặc sản, khoái khẩu đối với nhiều thực khách. Các nhà hàng nhỏ thường chế biến thịt gà hơ mông thành các món ăn đơn giản như canh thịt gà nướng. Nhưng cũng con gà này, các đầu bếp ở những thành phố lớn đã chế biến ra vô vàn những món ăn độc đáo như gà nướng, gà rang muối, gà hấp lò vi sống, lẩu gà với các món rau quê. Tại nhiều nhà hàng ở thành phố Hồ Chí Minh, gà hơ mông được nấu với các gia vị làm từ thảo dược Tây Bắc, kèm theo khoai tây, rau muống, ăn rất là ngon và bổ dưỡng. Tóm lại, nước ta là nước có sự đa dạng về các giống vật nuôi. Sự đa dạng này có từ sự đa dạng về sinh thái, tập quán của các dân tộc từ Bắc đến Nam. Hy vọng trong thời gian ngắn, các giống vật nuôi có nguồn gốc phía Bắc sẽ được nuôi phổ biến ở miền Nam để mọi người đều được thưởng thức những món ăn đặc sản này mà không cần đi xa.